Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 66, Ngài ăn hoa quế không? Chư vị thấy thế nào? Đây là một cơ hội tốt đấy. Phong đế, chủ nhân Bạch Đế Sơn Hùng Dũng nói, nếu quả thật như đệ tử hạ diễn của chúng tôi nói, vậy thì từ tạng đạo quân một thân một mình tới tu chân giới bây giờ không phải đang là cơ hội tốt để chúng ta liên thủ giết chết hắn sao phong đế nói rồi liền kích động đứng bật dậy từ cái chỗ ngồi nạm vàng khảm linh ngọc dáng vẻ như nhà lãnh đạo người diễn thuyết thế nhưng các tiên môn lớn nhỏ có mặt chẳng ai lên tiếng không khí nhất thời có chút gượng gịu phong đế không vui nhìn sang xích thủy uyên có địa vị ngang hàng với bạch đế sơn ý của ngụ uyên chủ thế nào Ngô Uyên chủ mặc trường bào đỏ đang thổi móng tay của mình, như trên móng có một bông hoa quý hiếm nào đó, không thèm rời mắt, ậm ừ cho có. Ừm, ừ, tôi thấy chuyện này không đơn giản đâu, bàn sau, bàn sau đi. Nhìn thấy dáng vẻ không nghiêm túc của y, phong đế lại quay sang bái thiên cung bên cạnh, cung chủ thấy sao? Cung chủ bái thiên cung mơ mơ màng màng, phong đế gọi mấy tiếng mới thấy gã chậm chậm nhúc nhích, ngơ ngơ ngác ngác hỏi, hà? Chuyện gì? Hội nghị kết thúc rồi à? Phong đế suýt bị gã chọc cho tức chết nhưng thế lực của bái thiên cung, xích thủy uyên với bạch đế sơn không hơn kém nhau bao nhiêu, gã không thể làm ầm ĩ với hai người này được, chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn, quay sang hỏi hai người chủ còn lại trong số năm người, thụy lão với thương thành chủ thì sao? Hai vị phải có chút tinh thần chứ? Bên cạnh lão già thụy hạc hương không biết khi nào đã bày ra một bàn cờ sao, đang mê mẩn đánh cờ, không thèm quan tâm đến gã, chỉ có thành chủ thương cầm âm của tỷ bà thành đang nghịch châm cài là nheo mắt nhìn gã, bĩu môi đáp, tưởng chúng ta bị ngốc hết à, ngươi gọi chúng ta đến, nói đại mấy câu rồi muốn chúng ta bán mạng cho ngươi, giúp ngươi thành lão đại, làm gì có chuyện ngon ăn tới vậy. Phong đế bị nàng khích tới biến sắc, mặt mũi khó coi nhìn quanh các trường môn của những môn phái lớn bé khác, không ai nhìn hắn, người thì cúi đầu, người thì quay đầu còn giả vờ thất thần nhìn hoa văn trên tay áo, ai nấy đều cùi không sợ lở. Phong đế thầm cảm thấy những người này đều vô dụng quá thể, bị canh thần tiên phủ trấn áp nhiều năm, bây giờ đến chút tinh thần cũng không có. Gã nặng nề hử lạnh, xem ra các ngươi vẫn không tin, đệ tử hạ diễn của ta lúc trước là đệ tử canh thần tiên phủ, nó có thể chắc chắn đó là từ tạng đạo quân, ta cũng đã phái người đến cốc vũ ổ xem thử rồi, Tên đó quả thật là không mang theo một ma tướng nào. Năm ấy mọi người đều biết chuyện của canh thần tiên phủ, hắn bị thương nặng tới vậy, e là mấy chục năm cũng khó mà hồi phục, hiện giờ hắn chỉ nghỉ ngơi ở ma vực mấy năm, có khi chỉ là lấy cớ vậy thôi, nếu không hắn về tu chân giới sẽ không âm thầm lặng lẽ tới vậy, chúng ta cũng không cần sợ hắn như thế. Năm đó hắn vô cớ nhập ma, giết hại nhiều gia tộc ở canh thần tiên phủ, nợ máu thâm sâu tới vậy. Chúng ta thân là tu tiên chính đạo, không lẽ không nên đòi lại chính nghĩa cho những đồng đạo đã chết thảm hay sao? Huống hồ gì bây giờ hắn là chủ của nửa cái ma vực, ai biết được ngày khác hắn có mang ma tu ma vực lên tiến công tu chân giới ta không? Nói không chừng bây giờ hắn đang âm thầm xâm nhập vào tu tiên giới nghe ngóng tin tức để chuẩn bị cho đại chiến sau này. Nếu như thế, chúng ta càng phải nhanh chóng hủy diệt mầm mống tai họa này. Phong Đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói xong cả phòng đều thất kinh, gã nhìn thấy mọi người đang kinh ngạc thậm chí còn sợ hãi, nhìn ra. Sau lưng gã, tiếng vỗ tay lốp bốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ban nãy phong đế nói chuyện đã nhích tới trước mấy bước, giờ gã lại nhìn thấy có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen đang ngồi trên vị trí trước đó của mình. Người đàn ông da rẻ trắng toát, tóc đen dài rũ xuống, bỏ cánh tay đang vỗ xuống, nói hay lắm, Gần như không ai trong số những người đang ngồi từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Từ Tạng Đạo Quân, hắn sớm nở tối tàn trong tu tiên giới, lại thật sự để lại vết nhơ quá lớn, khiến người khác đều không khỏi khiếp sợ mà nghĩ tới. Giờ đây nhìn thấy người đàn ông không chút động tĩnh xuất hiện ở đây, trong lòng tất cả mọi người đều cùng lúc hiện ra một cái tên, là hắn nếu không phải là từ tạng đạo quân Tư Mã Tiêu thì ai cho thể bất tình lình xuất hiện không gây ra một chút chú ý nào trong lúc rất nhiều các tu sĩ lợi hại đều đang tụng lại một chỗ. Đệ nhất tiên phủ trấn áp các ngươi lâu quá rồi, bây giờ ngọn núi lớn này không còn nữa. Người nuốt lấy mất thứ cơm thừa canh cạn rồi lại gấp gáp muốn thay thế vị trí đệ nhất. Tuy giọng nói của Tư Mã Tiêu không có cảm xúc gì nhưng lại khiến người khác thấy tràn đầy châm chọc và khinh rẻ lạ thường. Phong đế ban nãy nói chuyện hăng hái hùng dũng, chính nghĩa lý tưởng, giờ nhìn thấy tư mã tiêu lại không dám nói thêm một chữ, chỉ lùi về sau mấy bước, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Tư mã tiêu nhìn gã chằm chằm, ngươi định đối phó với ta. Hợp tác với những người này bao vây lấy cốc vũ ổ sao? Phong đế chỉ cảm thấy đầu nhói lên, cứ như có một bàn tay đang khuấy trộn trong linh phủ và đầu óc không chút nương tay, gã không muốn lên tiếng nhưng lại không kháng cự được mà thành thật trả lời, bắt liêu đình nhạn kia trước. Chật! Tất cả những người có mặt đều trắng bệt cả ra. Tu sáu của phong đế là cao nhất ở đó, nếu không phải như thế, mọi người cũng sẽ không nể mặt gã mà tới buổi họp riêng này. Thế nhưng phong đế có tu sáu như thế lại không thể phản kháng được một chút đã bị từ tạng đạo quân bóp nát đầu trước mặt họ, đến cả hồn phách cũng phát ra tiếng rít bị ngọn lửa bốc lên trong tay từ tạng đạo quân thiêu cháy rụi, thần hồn đều không còn nữa. Rốt cuộc hắn đã tới bậc tu sáu gì cơ chứ? Cả bọn ngụ uyên chủ tái xanh mặt mày, vừa cảnh giác vừa khiếp đảm nhìn chằm chằm từ tạng đạo quân đột nhiên gây rối loạn. Chắc hắn sẽ không thiêu chết tất cả dưới cơn thịnh nộ chứ? Người này đến canh thần tiên phủ còn hủy như chơi, huống hồ gì tới họ? Nhiều người không khỏi thầm rùa xả tên phong đế kia, từ lúc Bạch Đế Sơn của gã nuốt trọn rất nhiều thế lực và địa bàn thì càng ngày càng bành trướng, giờ thì hay rồi, không chỉ chính mình chết mà còn liên lụy đến người khác. Từ mã tiêu ngồi về lại vị trí trên trước, không ai dám động đậy gì, cũng không ai dám thất thần thì thầm nói chuyện riêng, toàn bộ ngồi yên tại chỗ, rất nhiều người đều không hề dám nhìn hắn. Ta muốn một miếng đất. Từ mã tiêu bình thản mở miệng, từ gần lối vào ma vực phân chia ra 8.800 dặm đến cụm núi lẻ sau này đều thuộc về ta. Tất cả các môn phái tu tiên đều rời đi cả đi. Đám đông nghe thấy đều ngẩn người, vài người thông minh đã hiểu ra ý muốn của ông lớn này, lập tức mừng thầm. Không sợ ông lớn ra yêu cầu, chỉ sợ ông lớn không có yêu cầu thôi. Dù gì nếu ông lớn mà muốn thì hoàn toàn có thể giết hết tất cả bọn họ rồi cứ vậy mà lấy đi, giờ lại đồng ý nói chuyện với họ, Ngụ ý còn để mặt để mũi cho. Còn miếng đất mà hắn muốn tuy là linh sơn địa bảo nhưng đều cách khá xa các môn phái tu tiên, bởi vì gần với ma vực, khí gió cũng khá mạnh mẽ, nếu có thể mang mảnh đất này cho ông lớn để đổi lấy cuộc sống an yên cho thì bọn họ cầu còn không được. Từ Mã Tiêu ra ngoài, Lưu Đình Nhạn không hề hay biết, cũng không phải lúc nào họ cũng ở cạnh nhau. Sau khi cô được Tư Mã Tiêu đưa cho Linh Nguyên đã sớm đi tìm sư phụ rồi. Tuy cô cảm thấy chỉ là bỏ ra một sợi dây chuyền, lại còn là sợi cô không thích lắm nhưng đây là chuyện lớn đối với cốc vũ ổ. Vì thế sư phụ quý vô đoan đưa cô đi tìm cốc chủ cùng các trưởng lão. Nghe nói cô đồng ý mang ra nhiều linh nguyên như thế để giúp cốc vũ ổ qua được cửa ải này. Nhiều trưởng lão rơm rớm nước mắt, bỗng chốc quên hết nỗi sợ hãi với từ tạng đạo quân. Lần lượt khen ngợi liêu đình nhạn không ngớt, sau đó cả đoàn người vây lấy cô đi quan sát thực địa hậu sơn. Nói với cô Linh Nguyên cần dùng ở đâu, còn định chia cho cô một miếng đất làm phần thưởng nho nhỏ. Sau này cả mảnh sơn cốc này đều chia cả cho con. Cốc chủ chia ra một khoảng lớn. Liêu Đình Nhạn, thôi được rồi à, cho sư phụ con đi, con không biết trồng ruộng. Quý Vô Đoàn, cũng được, cứ để tên con, để mấy sư huynh của con trồng giúp cho, muốn trồng gì thì nói với sáu sư là được. Cấp Vũ ổ lại làm một bữa tiệc lớn để chúc mừng chuyện vui này, lần này Liêu Đình Nhạn đề nghị đổi thành ăn lẩu, còn tự mang theo nguyên liệu, cả cái bàn đủ loại nguyên liệu của Liêu Đình Nhạn còn không đủ chỗ để. Sư thúc nuôi vịt cực kỳ hào phóng, chất cả một đống vịt mềm mềm. Trước khi tiệc bắt đầu, Tư Mã Tiêu lượn một vòng trước mặt Liêu Đình Nhạn rồi về u phố ngâm mình. Một mình Liêu Đình Nhạn ăn uống no nê, không có Tư Mã Tiêu ở đó, tất cả mọi người đều thư thả lạ thường ăn đến tận nửa đêm mới tàn tiệc, các sư tỷ lấy ra rất nhiều rượu mạnh mình tự tay ủ, không biết bao nhiêu sư huynh sư đệ uống gục cả. Liêu Đình Nhạn cũng uống nhiều một chút, có hơi chóng mặt. Cô đi đến cái đầm đá đằng sau u phố, nhìn thấy người đàn ông đang ngâm mình trong nước. Từ Mã Tiêu mở mắt, nhìn thấy cô ôm đầu ngồi bên đầm nhìn mình, ánh mắt có chút mơ màng. Hắn vươn tay ra, tay áo mang theo bọt nước lách tách vài tiếng bàn tay băng lạnh ướt nước xoa xoa mặt Liêu Đình Nhạn. Chơi vui không? Liêu Đình Nhạn tỉnh táo được chút, gật đầu cười, rau với thịt mấy sư huynh nuôi chồng đều ngon lắm. Mỗi lần tư mã tiêu ngâm mình dưới nước nhìn thấy Liêu Đình Nhạn đều thích lôi cô xuống, chỉ lần này hắn không làm vậy mà đưa tay vẽ quanh mắt cô. Liêu Đình Nhạn cảm thấy tay hắn man mát, cực kỳ dễ chịu, đưa tay sờ vào mấu bàn tay của hắn, áp lên, vô thức vùi mũi vào lòng bàn tay hắn. "Say rồi sao?" Tư Mã Tiêu hỏi. Liêu Đình Nhạn lắc đầu, "Không có, uống ít mà, mấy sư tỷ không cho ta uống rượu mạnh." Cô nói xong, vứt tay phải của Tư Mã Tiêu vào trong nước, lại vớt tay trái của hắn lên, "Tay này hết lạnh rồi, đổi tay kia." Tư Mã Tiêu đưa tay cho cô nói, "Ừm, um, say rồi." nếu không từ lúc cô không còn nhớ chuyện trước kia nữa đã rất ít khi chủ động gần gũi thế này với hắn. Liêu đình nhạn chưa say, chỉ là cảnh đêm đẹp như thế, ánh trăng sáng trọn chiếu xuống đầm, người đàn ông tựa bên đầm nước nhìn cô mỉm cười, khiến tim người ta không khỏi loạn nhịp, muốn gần hơn một chút. Có lúc, người ta không tình nguyện thừa nhận là bị ai đó thả thính, bèn đổ thừa là trăng thả thính, liêu đình nhạn loạn trọng một lúc, bước xuống đầm nước, đưa tay ôm lấy cổ tư mã tiêu, vùi mặt vào lòng ngực lạnh băng ướt át của hắn. Đây là một cái ôm lạnh lẽo, tư mã tiêu cũng trở tay đỡ lấy cô, một tay theo thói quen nắn lấy cổ cô rồi lại men theo tóc cô. Ánh trăng trong đầm dọi xuống dưới chân họ, ánh trăng trên trời lại treo trên ngọn cây trên đầm. Trong đầm có hoa quế rơi xuống, liêu đình nhạn sờ vào mấy phiến hoa nhỏ rơi xuống trên mấu bàn tay, rồi lại nhét vào miệng nhai ngài ăn hoa quế không? Tư mã tiêu lười nhác trả lời cô, không ăn. Liêu đình nhạn kéo vạt áo của hắn, nhích tới gần. Một lúc sau, tư mã tiêu nhón lấy cổ cô, để cô nhích ra, mùi này thơm quá đấy. Liêu đình nhạn khúc khích cười. Sao lúc nào ngài cũng nhìn ta một lúc rồi lại cười? Lúc trước cũng vậy sao? Liêu đình nhạn đột nhiên hỏi. Từ mã tiêu nhớ mày, ta có lúc nào cũng cười sao? Liêu đình nhạn, có mà. Tư mã tiêu lắc đầu, như là không tin lắm nhưng không muốn chấp nhất với cô, vì vậy chỉ ẩm ừ, có thì có. Thật ra thì có đấy, có lúc Liêu đình nhạn chỉ cắn hạt dưa bình thường thôi, bất cần rơi một hạt, hạt dưa đã bóc rớt trên đất không ăn được. Cô hơi ỉu xìu thì qua sang đã thấy tư mã tiêu đang nhìn cô, cứ như bị thái độ của cô làm cho buồn cười lộ ra một nụ cười ngắn ngủi. Có lúc Lưu Đình Nhạn vỉnh chân xem livestream, đột nhiên nổi hứng đếm xem bếp đang nấu mấy cái giỏ, vô thức cong môi thì nhìn thấy tư mã tiêu bên kia đang nhìn cô bật cười. Có lúc cô chỉ thay bộ váy khác, quay một vòng, quan sát dáng vẻ phất phới của váy cũng phát hiện tư mã tiêu âm thầm nhìn cô cười. Nhưng trước kia cô chỉ nghe người ta nói tư mã tiêu là người ra tay tàn độc, chưa nghe ai nói hắn thích cười. Có thể chỉ có cô mới biết bí mật này. Bọn họ sống ở Cốc Vũ Ổ một thời gian, tháng ngày cực kỳ bình lặng, Cốc Vũ Ổ không có sóng gió gì, không giống những nơi khác. Cảm đám đệ tử bọn họ suốt ngày cứ tụ tập ăn uống, lâu lâu Liêu Đình Nhạn sẽ nghe họ nhắc đến bên ngoài đang rất loạn, nói gì mà đệ tử Bạch Đế Sơn tranh quyền chướng khí mù mịt, bị những môn phái tu tiên khác lợi dụng gì đó. Cốc Vũ Ổ dù gì thì thông thường cũng không đụng tới mấy chuyện này bọn họ là nơi cung cấp nguyên liệu linh thực lớn nhất tu chân giới. Liêu Đình Nhạn mỗi ngày đều sống trong kho lương, suýt nữa quên mất đạo lữ của mình thật ra là ma chủ ma vực. Đến lúc phải về rồi, Tư Mã Tiêu nói. Liêu Đình Nhạn ngẫm nghĩ rồi bừng tỉnh, à đúng rồi. Chắc Hồng Loa sắp ra đời rồi. Ý Tư Mã Tiêu không phải vậy nhưng hắn cũng không nói gì đưa Liêu Đình Nhạn về ma vực. Trước đó, hắn còn đưa cô đến một nơi khác. Nơi này là Thu Diệp Đại Sơn, Hàn Sa Oanh Thủy, Đại Oanh Sơn. Sau này sẽ có cung điện được xây ở đây, nàng có thể sống ở đây. Nhưng nơi này ở ngoài ma vực mà. Chia địa bàn tùy tiện vậy. Thì sao? Cái địa bàn này ấy. Thuộc về nàng. Từ mã tiêu chỉ vào ngọn núi đằng tít chân trời, 8.800 dặm, đến bên phía cụm núi đơn kia, Liêu Đình Nhạn nhớ lúc cô còn ở thế giới cũ, một căn nhà còn không mua nổi, giờ thì sao, cả cái địa bàn lớn vậy biết để làm gì. Lúc về đến ma vực, cô còn đang nghĩ chuyện này. Về đến ma vực, mãng xà đen chạy ra đón trước tiên, nó đi theo những ma tướng khác đánh ba thành phía nam, ai ngờ đánh xong về tranh công lại phát hiện không thấy tổ tông đâu, không biết đã đi đâu, đến Liêu Đình Nhạn mới tìm về được cũng không thấy nó đợi trong cấm cung muốn trầm cảm tới nơi. Sau đó cô kéo con rắn đen chơi hệ chó ra, nhìn thấy hồng loa. Lúc nàng còn là bào thai đã được tưới đủ thức linh dược, sinh ra chưa được mấy ngày đã lớn thành hình dạng của đứa bé 3-4 tuổi. Liêu đình nhạn ban đầu còn chưa nhận ra cô bé này là ai, bị nàng ôm lấy chân, nghe nàng gào, thôi xong rồi xong rồi xong rồi, ta không ngờ tỉ muội cô lại đỉnh tới vậy. Ta không ngờ mình còn có thể sống lại, sống lại ngầu lòi như vậy, má ơi, như gà chó lên trời vậy, ha 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 đờ cờ mờ nó ta yêu cô chết đi được, cha mẹ tái sinh, mai mốt ta bắt ta gọi cô là cha cũng được nữa. Cô nhận ra hồng loa nhờ vào cái giọng điệu này. Liêu đình nhạn, cái giọng điệu há miệng ra là chửi thề này lại có chút giống với cái ngọn lửa nhi đồng kia của tư mã tiêu, nhận nó làm cha thích hợp hơn á. Chương 67, chắc là vì tình nếu giàu sang đừng quên nhau câu nói này trước đây liêu đình nhạn nói với hồng loa lúc đó cô còn lấy tên lữ nhạn làm bảo vệ ở yên chi đài lương của hồng loa nhiều hơn cô làm ăn cũng tốt hơn cô sau khi hai người kết bạn hồng loa rất thường mời cô đi ăn có lúc nhìn thấy cô còn tiện tay ném trái cây các thứ cho cô nếm thử làm việc ở nơi như yên chi đài khó tránh gặp nguy hiểm liêu đình nhạn từng bị thương Đáng tiếc Ma vực lại không có bồi thường tổn thất cho nhân viên, tình cảm người ở Ma vực đều lạnh nhạt, lúc đó vẫn là Hồng Loa giúp cô rời khỏi chiến trường, sau đó còn giúp cô tìm được thuốc trị thương khá tốt. Những chuyện này Liêu Đình Nhạn đều nhớ rõ, nhìn thấy Hồng Loa nhảy nhót vui vẻ như bây giờ, cô cũng thấy rất mừng rỡ. Hai người nói với nhau một số chuyện sau khi chia tay, nghe Liêu Đình Nhạn kể xong chuyện của mình với ông lớn Đông Thành Tư Mã Tiêu, Hồng Loa vỗ đùi đờ mờ chuyện tình yêu thần tiên gì vậy. Bà đây ngưỡng mộ ghê. Nàng kể đến chuyện của mình, lại đập bàn, cô không biết đâu, hai thằng ông nội giết ta lúc đó kỹ thuật tệ cực kỳ. Trong kinh nghiệm tu luyện phong nguyệt ngự nam vô số nhiều năm của ta thì hai tên đó đứng nhất từ dưới đếm lên. Mẹ nó, ta còn định biến thành oán khí cũng phải giết chết hai tên đó rồi. Ta không ngờ cô lại thật sự báo thù cho ta. Hồng Loa mỉm môi nhào tới ôm bạn mình cảm ơn cô được rồi không có gì liêu đình nhạn vỗ vỗ lưng nàng ôm nàng đứng dậy đi thôi ta đưa cô đi dạo hồng loa lập tức hào hứng ngồi trong lòng cô lớn lối cười ha 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 thật ra ta không uổng công chết lần này cô có biết tư chất của ta bây giờ tuyệt cỡ nào không cô nhìn mặt ta đi đúng là người đẹp trời xinh hí hí hơn nữa giờ ta còn có cha ruột làm vương hậu ma vực cơ liêu đình nhạn cô nhận ta làm cha thật đấy hả? Vậy ông lớn tư mã là mẹ cô rồi. Hồng loa vội vã bịt lấy miệng cô, hồi hợp nhìn trước ngó sau. Úi, ma chủ mà nghe được là chết ta đó. Liêu đình nhạn cười ha hả làm gì dữ vậy? Tuy người ngoài đều bảo hắn hung tàn nhưng hắn chả thích giết người vậy đâu. Cô ở bên cạnh hắn đã lâu cũng chả thấy hắn xuống tay lần nào chứ nói gì giết người. Hắn còn không ăn món mặn, đi đâu tìm được một đại ma vương yêu hòa bình tới vậy được chứ? Hồng Loa nhìn cô với ánh mắt khó tả, mẹ ơi, mẹ ruột của con ơi, cô thấy ma chủ không đáng sợ là vì hai người là đạo lữ, hắn không có ác ý với cô, tất nhiên là cô không thấy hắn đáng sợ rồi, mình có giống nhau đâu, ta như là mẹ ghẻ con chồng ấy. Hắn không vừa mắt là giết thôi. Còn cái gì mà không giết người, cô bị ngốc à, hắn giết mà không để cô thấy chứ gì, chật chật ta không có ý gì đâu nha nhưng mà kỹ quá đi, có phải cô chưa giết người bao giờ đâu, quý ngài sợ cô thấy rồi sợ hay gì, hồi đó cô chơi với ta đâu có yếu ớt, vậy. Liêu Đình Nhạn, nói nghe nè bạn ơi, nếu mà bên cạnh có người thay cô động não rồi ấy cô có còn muốn động không? Nếu có người chuyện gì cũng ra tay giúp cô, cô còn muốn tự làm không? Làm gì có? Hồng loa, má nó, ghen tị ghê. Liêu đình nhạn dắt hồng loa và con rắn đen cuộn cuộn dưới chân đi dạo quanh cấm cung. Hồng loa, thì ra đây là cấm cung ma chủ trong truyền thuyết, ở bên ngoài đồn ảo quá, trông thế này hình như cũng không phải là nơi đáng sợ gì. Liêu đình nhạn, đã không? Hồng loa, đã chứ? Người khác đều không thể tới, ta thì có thể tới, trông cái vinh dự này đi, bây giờ ta tung hoành ngang dọc cũng được. Hồng loa, mà cô cũng lười ghê, giờ phát đạt rồi không chịu làm gì hết nếu mà là ta là ta đã đưa theo một đám ma tướng hung thú với ma chủ hiên ngang về hạc tiên thành để đám ở đó nhìn thấy giờ bà đây ngon ăn rồi cho mấy tên khốn từng coi thường ba đây hối hận chết liêu đình nhạn định nói gì mở miệng ra rồi lại không nói nữa họ không biết sao lại đi đến một nơi có hai ma tướng gác ngoài cung điện cấm cung hai người nhìn thấy liêu đình nhạn phía sau đứa bé với con rắn hoàn toàn không dám cản trở lùi lại một bước mời họ vào. Thật ra Liêu Đình Nhạn không có ý định bước vào nhìn thấy dáng vẻ hoan nghênh của họ đành bước luôn vào trong. Từ mã tiêu lại đang ngồi bên trong, trước mặt hắn có vài ma tướng đang vùng vẫy méo mó trong ngọn lửa, bị thiêu thành cho đen, mà dưới mặt đất phía trước hắn đã trồng cả lớp cho như vậy. Liêu Đình Nhạn, wow! Từ mã tiêu liếc nhìn đám ma tướng bên cạnh, lại chỉ vài người trong số đó những người bị chỉ mặt đều trông rất khó coi có một người quỳ phục xuống khóc lóc xin tha nhưng cũng vẫn bị tư mã tiêu thiêu chết cùng những người kia mặt đất lại nhanh chóng trồng thêm một lớp cho hồng loa dựng cả lông gà lông vịt vô thức siết chặt tay liêu đình nhạn hơn nhỏ giọng nói mẹ ơi những người đó đều là ma tướng đông thành đúng không ma chủ nói giết là giết liền vậy hả thấy chưa cô còn nói hắn không giết người vậy là không giết người đó hả liêu đình nhạn ưm tuy giọng cô rất nhỏ nhưng tư mã tiêu đã nhanh chóng đưa mắt nhìn sang sao lại tới đây liêu đình nhạn chuẩn bị quay đi vậy ta về trước nhé tư mã tiêu đưa tay về phía cô tới đây đi liêu đình nhạn chỉ đánh dắt theo cả gia đình tới chỗ tư mã tiêu đứa con gái nuôi với bé rắn đen hệ chó bám chủ nhìn thấy hắn thì run lẩy bẩy cả đám ma tướng với chuẩn ma tướng đều nhìn cô mà lại không dám nhìn lâu. Liêu Đình Nhạn ngồi cạnh Tư Mã Tiêu, để Hồng Loa ngồi trên chân mình. Cô bạn ban nãy còn chỉ điểm Giang Sơn giờ lại ngồi im thiên thít không hé răng. Tư Mã Tiêu lại tiếp tục chỉ ma tướng ra khỏi hàng, nhìn dáng vẻ chậm rãi của hắn. Liêu Đình Nhạn nghi ngờ không biết có phải hắn đang chọn đại không. Cái kiểu chỉ mà bé gà chống chỉ ai thì là người đó, ấy. Cô nhìn chư vị ma tướng đang dáng chấn tĩnh, đột nhiên cảm thấy giống với khi trước thầy dạy toán điểm danh lên bảng giải đề, đứa nào không được gọi cũng nghiêm túc không dám sơ suất, mấy đứa bị gọi thì như cha chết mẹ chết. Thấy họ đều không có ý chống cự, ai nấy ngoan ngoãn nộp mạng, Liêu Đình Nhạn thấy hơi kỳ lạ, mấy ma tướng ma vực hung tàn từ bao giờ lại hiền lương vậy. Cô nên trễ quá. Vậy nên không biết trong lớp cho giày kia có không ít người tuyệt vọng muốn thử công kích tư mã tiêu, nhưng kết quả thì đấy, cũng vẫn thành cho thôi. Hình như tư mã tiêu đã giết được kha khá, phất tay để tất cả mọi người lui xuống. Những người may mắn sống sót đều kích động thở phào vì thoát được cửa tử. Những người đó là sao? Liêu đình nhạn nhìn đống cho trên đất. Tư mã tiêu, những thứ sinh lòng gian trá lúc ta không có ở đây, xử lý một chút. Liêu Đình Nhạn nhận thấy hồng loa đang run rẩy trong tay mình, chỉ đành vỗ về an ủi nàng. Từ mã tiêu cuối cùng cũng chú ý đến hồng loa, hắn liếc nhìn đứa bé gái, đây là cái gì? Liêu Đình Nhạn nhắc cô lên giới thiệu, hồng loa, người bạn lúc trước ta muốn phục sinh ấy. Giờ chỉ mặt điểm danh với ông lớn trước, tránh bữa nào bất cẩn làm ông lớn không vui lại bị giết. Hồng loa rút rút cái chân ngắn. Bạn ơi cô bỏ ta xuống, đừng có để ta đối diện với ma chủ nói thật thì ta hơi sợ á tư mã tiêu không nói gì kéo liêu đình nhạn đứng lên hồng loa nhân cơ hội nhảy xuống đi với rắn đen ở đằng sau không dám ở trong lòng chị em bạn gì nữa liêu đình nhạn bị hắn nắm tay cảm thấy lòng bàn tay hắn hơi nóng chuyện này không ổn lắm bởi vì người hắn lúc nào cũng lạnh cô nhúc nhích ngón tay tư mã tiêu siết chặt thêm tí đan tay với cô không cho cô động đậy lung tung liêu đình nhạn nhìn hắn ngài giết người luôn dùng lửa thiêu luôn sao nhưng trước kia cô nghe nói đại ma vương tư mã tiêu của đông thành thích dùng tay giết người nhất làm cho máu me đầm đìa mới vui tư mã tiêu không trả lời câu hỏi này mà cười nói ta đã dần dần khắc sâu nỗi sợ của chúng với phụng sơn linh hòa rồi liêu đình nhạn tư mã tiêu đưa ngón cái vuốt góc chán cô đổi chủ đề ta đã bắt được sư chân tử. Liêu Đình Nhạn vô thức há hốc. Từ Mã Tiêu, nàng muốn đi gặp hắn không? Chuyện này, thường thì câu trả lời chính xác chắc chắn là không muốn, nhưng nhớ đến mấy năm nay tên ca ca giả mạo này luôn tiếp tế ma thạch cho mình, cô cảm thấy nhất định phải đi xem thử. Cô đằng hắng hỏi, ta trả lời ta muốn, có được không? Từ Mã Tiêu, muốn thì đi đi. Hắn trả lời rất qua loa hoàn toàn không để ý vuốt tóc liêu đình nhạn rồi bảo cô đi nhìn xem tự tin kinh chưa đúng không hổ là ông lớn số một thế giới liêu đình nhạn thật sự đến gặp sư chân từ đang bị nhốt mà sau khi liêu đình nhạn rời đi tư mã tiêu lạnh lùng nhìn hồng loa hồng loa hồi hộp ôm chặt rắn đen bên cạnh trong lòng không nén được mà nghĩ mẹ ơi lão tổ tông này không phải thấy mình làm vướng víu đạo lữ họ chướng mắt muốn mình biến mất đấy chứ Tư Mã Tiêu, biết giết người không? Hồng Loa, biết biết. Tư Mã Tiêu lại xem kỹ nàng một hồi. Ta có thể cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Sau này ta muốn ngươi giúp nàng ấy làm một số chuyện. Hồng Loa gật đầu lia lịa, Được 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 tôi làm được. Liêu Đình Nhạn không biết chị em bạn gì đã gặp phải chuyện gì. Cô đi đến gặp sư chân từ. Nhận ra hình tĩnh của y vẫn ổn. Chỉ là trông hơi tiểu tụy. Cá nể tình y từng cho mình mượn tiền, Liêu Đình Nhạn vẫn gọi y như vậy. Sư chân từ tâm trạng phức tạp lại có hơi chán ghét cảnh giác nhìn cô, đã nhớ hết rồi còn gọi ta như vậy, người đang sỉ nhục ta sao? Lộn rồi, chưa có nhớ. Liêu Đình Nhạn gãi mặt. Có lẽ do nhìn ra được gì từ biểu hiện của cô, sư chân từ kinh ngạc mở to mắt, không lẽ là vẫn chưa khôi phục trí nhớ nếu đã như vậy sao ngươi còn ngã vào lòng tư mã tiêu liêu đình nhạn chắc vì tình hà sư chân từ nghẹn họng không biết trả lời câu này kiểu gì y nghĩ gì đó rồi lại bật cười tuy là muốn khôi phục trí nhớ của ngươi không hề dễ dàng nhưng tư mã tiêu nhất định có thể làm được hắn không khôi phục trí nhớ cho ngươi ngươi đoán là vì sao vì hắn có thứ không muốn cho ngươi nhớ lại thậm chí tất cả những gì hắn nói với ngươi trong thời gian này đều là nói dối hắn đang lừa ngươi. Hiện giờ sư chân tử đã không còn cách nào khác, y đã bị tư mã tiêu bắt được, rồi cũng chỉ có đường chết, dù có chết y cũng phải khiến tư mã tiêu đau khổ. Nếu có thể ly gián tình cảm hai người tất nhiên là tốt nhất. Liêu đình nhạn không nói gì thêm, hít một hơi rồi rời khỏi. Cô nhớ lại những ngày tháng cùng chung sống với sư chân tử và sư thiên lũ, chúng luôn muốn thuyết phục cô, sinh ra là người của sư gia thì phải hy sinh cho gia tộc vui buồn và tương lai của cá nhân đều vô nghĩa chỉ có vĩnh hằng của tộc họ mới có ý nghĩa cứ như tà giáo tẩy não thế nên cô vẫn luôn không tin có lúc còn nghi không biết có phải mình rơi chúng tổ chức đa cấp gì rồi không thế nhưng sống cùng nhau mấy năm thật sự không có chút tình cảm nào sao cô thì có chỉ là thứ tình thân trái quấy này cũng không nói được không tốt cho ai cả Tư Mã Tiêu ở ngoài đợi cô. Liêu Đình Nhạn đi tới, nghe thấy Tư Mã Tiêu nói, ta không giết y nhưng y sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Nể tình Liêu Đình Nhạn, hắn có thể không xử lý hồn phách người sư gia, để y có thể đầu thai luân hồi bình thường. Tư Mã Tiêu nói xong, đưa ngón cái lau khóe mắt Liêu Đình Nhạn. Nhưng sư thiên lũ thì bắt buộc phải giết, hiểu không? Liêu Đình Nhạn hít mũi gật đầu, cô chủ động nắm tay Tư Mã Tiêu, ta không thể khôi phục ký ức trước kia sao? Tư Mã Tiêu, nếu tự nàng có thể nhớ lại thì tự nhớ đi. Liêu Đình Nhạn lại nói, ta tin ngài. Tư Mã Tiêu, không tin cũng không sao cả. Hắn hoàn toàn không hề để tâm những chuyện này. Nếu là người hắn thích thì sao cũng được, hắn bằng lòng làm gì chỉ là vì hắn bằng lòng thôi. Cô tin cũng được, không tin cũng được, yêu cũng được, không yêu cũng không sao liêu đình nhạn im lặng một lúc sắp xếp từ ngữ đạo lữ song tu không kiểu mở linh phủ ấy cô cứ nghĩ tư mã tiêu sẽ không đồng ý vì thời gian này hắn chẳng bao giờ nói tới chuyện song tu linh phủ cô cứ thấy như hắn đang tránh né có thể là vì cô đang mất trí nhớ cảm thấy không an toàn chăng vậy mà tư mã tiêu lại đồng ý nếu nàng muốn thì tất nhiên là được Cuối cùng Liêu Đình Nhạn cũng hiểu tại sao Tư Mã Tiêu không xong tu linh phủ. Cô nhìn thấy linh phủ của Tư Mã Tiêu, đại địa đã biến mất, biến thành dòng lửa đỏ thẫm, lửa răng khắp trời, thiêu đốt cả muôn nơi. Đây là một linh phủ khiến cô nghẹt thở, đến nổi còn không chạm được những ngọn lửa kia. Thứ duy nhất để thần hồn của cô có thể đứng lên chỉ có một mặt đất nhỏ nở hoa. Liêu Đình Nhạn nằm đó thất thần, ánh mắt dần khôi phục. Cô trở mình, nghẹn ngào một chốc. Nếu là người bình thường có phải sớm đã đau chết rồi không? Từ mã tiêu quay người cô lại, ta là người bình thường sao? chương 68, hắn sắp gây chuyện rồi. Chủ đề bàn tán gần đây của ma vực là đạo lữ của ma chủ đông thành tư mã tiêu. Chuyện về nữ tử rất ít xuất hiện trước mắt dân chúng này thì có người bảo cô là ma tu. Cũng có người nói cô trước kia là đệ tử tu chân giới. Vô số tin tức lan truyền khắp nơi. Liêu Đình Nhạn vốn là gián điệp giới trướng của ma chủ Đông Thành. Tuy trong thành không có nhiều người biết được thân phận của cô nhưng cũng có vài người biết. Chỉ là sau khi Tư Mã Tiêu tới Đông Thành thì đã tìm ra hết những người biết được thân phận của Liêu Đình Nhạn để tra hỏi. Tổ tông này muốn biết chuyện gì cũng đều dùng cách thức bạo lực đơn giản, vì thế sau khi hắn tra hỏi, từng người xong, ai nấy cũng phế hết cả, bao gồm cả thành chủ đông thành. Việc này dẫn đến những người khác tìm hiểu thế nào cũng chỉ có thể biết được mấy năm ở hạc tiên thành của Liêu Đình Nhạn, còn đoán được một chút về thân phận ở tu chân giới trước kia của cô. Những thứ khác đều như bí mật chưa được điều tra bao giờ, khiến người khác không khỏi thêm phần kính nể nữ tử thần bí này. Nữ tử thần bí, Liêu Đình Nhạn mỗi ngày đều dắt theo bé gái hồng loa cao bằng ba cái đầu với một con mãng xà đen ai thấy cũng sợ đi dạo trong cấm cung hoặc những nơi ít người ở Đông Thành. Cô dạo quanh mấy vòng, trong thành lại xuất hiện tin đồn bảo cô sinh cho ma chủ Tư Mã Tiêu một đứa con gái. Trước kia có một khoảng thời gian cô và Tư Mã Tiêu đều không ở ma vực là vì Tư Mã Tiêu không yên tâm, đưa con đến nơi bí mật nào đó sinh con. Liêu Đình Nhạn Hồng Loa, cái đứa con gái trong lời đồn là ta đúng không? Nàng không hề thích chi hồn tộc đã giết chết mình rồi lại cho mình sự sống mới, vì thế đã cắt đứt ân oán với họ, không sống trong tộc nhà họ mà ở bên cạnh Liêu Đình Nhạn. Hiện giờ cơ thể của nàng chỉ là một đứa bé ra đời chưa được bao lâu, trên thế giới này nàng chỉ có duy nhất một người bạn có thể tin tưởng, tất nhiên ở cạnh cô thì an tâm hơn. Điều khiến Liêu Đình Nhạn thấy kỳ lạ là Tư Mã Tiêu nghe thấy lời đồn này không hề phản bác, lại còn hỏi ngược lại cô, nàng không muốn có đứa con gái sao? Liêu Đình Nhạn thành thật nói, không muốn lắm. Hơn nữa tuy là thường ngày Hồng Loa gọi cô là cha rất tự nhiên nhưng đó chỉ là đùa vui, làm gì có chuyện cha con thật. Cô không biết tư mã tiêu hiểu thế nào, mấy ngày sau hắn lại đưa một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi tới trước mặt cô. Bé trai cũng có khuôn mặt trắng nõn, tóc đen mắt đen, mặc áo màu đen, giống tư mã tiêu cũng phải bảy phần, cứ như công chúa bạch tuyết sai nhỏ. Liêu đình nhạn, đờ cơ mơ, con riêng của ông đây hả? Tư mã tiêu chả vui vẻ gì với thằng bé bị nghi là con riêng của mình. Vẫn là khuôn mặt cha dượng kia, bé trai lại rất thành thạo chạy quanh dưới chân Liêu Đình Nhạn. Nhìn thấy động tác thành thạo của nó, Liêu Đình Nhạn thầm có cảm giác quen thuộc lạ thường. Cô buột miệng, bé na. Mọi việc đều rõ cả rồi. Ông lớn tư mã không biết làm kiểu gì lại biến ra được cái thân người cho cái máy giết người rắn đen của hắn. Mà cũng chỉ có cái thân người, thằng bé hình như không biết nói gì mấy, chỉ biết kêu khè khè, ngẩng đầu mỉm cười với cô. Nói thật thì cái nụ cười trên khuôn mặt đó quá sức khiếp đảm, có gì đó âm u băng giá khó nói, còn kinh khủng hơn cái mặt rắn nanh ác nữa. Không thích con gái thì đứa con trai này thế nào? Tư mã tiêu hỏi cô. Liêu đình nhạn nhìn hắn khó mở lời, cho hỏi tư duy logic đi theo kiểu gì vậy? Tư mã tiêu giữ lấy chán cô, đưa nó ra ngoài dạo một vòng đi. Liêu Đình Nhạn bất đắc dĩ dắt theo đứa con trai mới xuất hiện đi rêu rao ngoài chợ, quả không ngoài mong đợi, lập tức có lời đồn nói Liêu Đình Nhạn đã sớm sinh trưởng tử cho Tư Mã Tiêu, vì có quá nhiều kẻ thù mà Tư Mã Tiêu vẫn luôn phải giấu đi để nuôi dưỡng. Liêu Đình Nhạn, rõ ràng là không có thai mà bỗng chốc thành mẹ hai con. Rắn đen không phải lúc nào cũng giữ được hình người. Nó vừa mới khống chế năng lực biến hình chưa được bao lâu, vẫn bị ngoại lực thúc ép, thường xuyên không khống chế được biến lại thành rắn. Lúc nó là rắn, Lưu Đình Nhạn còn có thể chỉ coi nó như một con pet rắn, nhưng một khi thứ gì đó biến thành người thì không tránh coi nó là người, rót tình cảm vào. Mấy ngày nay Tư Mã Tiêu không thích động đậy gì, cứ nằm trên chiếc giường lớn, tóc vắt bên giường như thác nước, để lộ cổ tay cô chân, gần như hợp lại làm một được với giường ngọc. Liêu Đình Nhạn đến tìm hắn, nhìn thấy dáng vẻ hắn vô thức nín thở, ôm lấy đứa bé rắn đen thu nhỏ ngồi xổm bên giường nhìn hắn. Từ Mã Tiêu nhắm mắt, đặt tay lên đầu cô, "Làm gì đấy?" "Liêu Đình Nhạn, ngài lại lén làm chuyện gì rồi đúng không?" Cô không phân biệt rõ dáng vẻ khó chịu với không khó chịu của người đàn ông này, vì hắn có đau chết đi được thì cũng là cái tướng chết trôi này, tâm trạng bình tĩnh cũng cái tướng chết trôi này. Từ Mã Tiêu có làm chút chuyện. Hắn mở mắt, nghiêng người nhìn cô, sao thế? Nghe hắn nói rất hời hợt, Liêu Đình Nhạn sờ tay hắn, phát hiện nó vẫn lạnh băng cô mới hơi yên tâm. Cô hiểu mang máng rằng lúc người hắn lành lạnh thì trạng thái cơ bản vẫn ổn, nếu nóng thì không hay lắm. Cô thở phào, nhớ lại nguyên nhân mình đến đây, để hai cái tay nhỏ của thằng bé lên thành giường hỏi, ngài không đặt tên cho nó sao? Hình như trước đây ta chưa nghe ngài gọi tên nó bao giờ. Từ Mã Tiêu cuối cùng cũng liếc nhìn rắn đen, đây vốn chỉ là một nhóc rắn nhỏ bình thường thôi, bây giờ đã thành thế này, có thể coi như là thứ hắn tạo ra trong tình cảnh đặc biệt. Con rắn này ở bên cạnh hắn rất nhiều năm, vẫn luôn rất sợ hắn, mới ban đầu không dám ở trước mặt hắn quá lâu, đối với hắn, điểm khác biệt duy nhất giữa nó và vật chết chính là biết thở chỉ là thứ gì ở bên cạnh hắn lâu ngày cũng sẽ khó tránh có chút đặc biệt nó không có tên tư mã tiêu nói nàng có thể đặt tên cho nó liêu đình nhạn theo họ của ngài hay họ của ta tư mã tiêu nàng định coi nó như con trai thật đấy hả liêu đình nhạn ngài tự nói vậy mà hôm đó ngài lại trêu ta nữa đúng không miệng lười đàn ông đúng là lừa đảo tư mã tiêu thôi vậy đặt đại là được. Liêu Đình Nhạn cảm thấy nhất định phải hỏi ý con trẻ, thế là cúi đầu hỏi rắn đen, bé muốn tên gì? Rắn đen, khe khe. Liêu Đình Nhạn cực kỳ dân chủ, được, vậy gọi là ti ti sao đi. Sao, ti ti, si si, và tiếng rắn kêu, si si, đồng âm. Từ mã tiêu. Hắn bóp chán, lại nằm trên giường cười như động kinh liêu đình nhạn nhìn thấy hắn cười tựa tới gác đầu trên tóc hắn song tu không kiểu linh phủ ấy tư mã tiêu ngưng cười sao đấy chưa đủ đau à vẻ mặt hắn đã có chút sai sai nhìn liêu đình nhạn nói trước kia nàng cũng chưa từng chủ động đòi mấy chuyện này không lẽ nàng thích cái kiểu đau này liêu đình nhạn sao ngài nói ta như đứa biến thái vậy ta cực sợ đau ấy ta sợ đau nhất trong cuộc đời này Tư Mã Tiêu, vậy thì nàng ổn định chút đi. Liêu Đình Nhạn khó mở lời. Có thể cô có cảm ứng đặc biệt gì với Tư Mã Tiêu? Gần đây cứ cảm thấy hắn có gì đó sai sai. Có chút hoảng loạn nhưng hắn không nói gì cả. Cô mới nghĩ xong tu linh phủ có khi có thể tự tìm ra được đáp án. Kết quả lại bị chặn họng. Liêu Đình Nhạn ngẫm nghĩ, xách con dai ra ngoài điện, đẩy đẩy nó, đi kiếm hồng loa chơi đi. Sau đó đóng cửa điện lại. Tự mình lộc cộc đi vào, trong đầu cô nghĩ tới cảnh mình vỗ giường hết bây giờ có tu hay không. Quay lại nhìn thì thấy Tư Mã Tiêu đã ngồi dậy, đang cởi đai áo, vứt bừa áo ngoài ở bên giường, sau đó nằm xuống. Ta không muốn động đậy, nàng muốn thì tự làm đi. Liêu Đình Nhạn, bị gì vậy cha? Tổng tài bá đạo nhà người ta toàn ngồi lên tự động lấy đi, sao ông tàn tạ vậy? Nhìn ông dã rời vậy tôi cũng dã rời lắm ấy cô đi tới vặn lắc vai tư mã tiêu vậy ngài nói cho ta biết rốt cuộc ngài có chuyện gì hay không lửa trong linh phủ ngài là thế nào sao lại càng lúc càng cháy hừng hực như thế ta thấy không ổn lắm ngài giấu ta chuyện gì đúng không tư mã tiêu đúng là có tí chuyện vẫn chưa nói với nàng viết đầy mặt cái câu nàng làm gì được ta nào cái kiểu nhìn người bằng nửa con mắt của mấy ông lớn ấy liêu đình nhạn hơi nổi sùng có thể là bị ngọn lửa lần trước trong linh phủ hắn ảnh hưởng, có hơi nóng nảy quạo quọ cô hung hăng thẳng thừng bắt đầu cởi đai lưng của tư mã tiêu. Cái gì mà không muốn, lừa đảo ai vậy? Liêu Đình Nhạn cảm thấy lần tới mình mà còn tin mấy lời giả dối của tên này nữa thì cô là đứa đần độn. Tuy Tư Mã Tiêu có hơi khác thường nhưng tấm lòng tạo dựng sự nghiệp cho hắn của mấy ma tướng dưới trướng vẫn không giảm đi. Ba tháng sau, toàn bản đồ ma vực bị họ sáp nhập, cả ma vực đều nằm trong tay Tư Mã Tiêu, hắn chính thức trở thành cộng chủ ma vực. Cùng lúc đó, sư thiên lũ hắn đã truy bắt rất lâu cũng bị bắt được. Lần này Liêu Đình Nhạn không đến, ngày đầu tiên sư thiên lũ bị bắt, Tư Mã Tiêu đã đích thân giải quyết, cả xác lẫn hồn đều tan biến sạch sẽ. Tộc sư thị nắm chọn canh thần tiên phủ nhiều năm, lại bị Tư Mã Tiêu truy sát lưu vong gần 10 năm cuối cùng cũng nhận lấy cái kết. Chỉ là lúc sư thiên lũ chết, rất nhiều người đều nghe thấy tiếng nguyền rủa độc địa. Gã nói cuối cùng tư mã tiêu cũng sẽ chết trong ngọn lửa, sẽ lâm vào cảnh hồn phi phách tán như gã. Trước khi chết sư thiên lũ còn tấn công lần cuối, dùng một thứ tiên khí đâm xuyên bụng tư mã tiêu. Mà cơ thể tư mã tiêu lại bắt đầu bốc lửa từ chỗ vết thương, nhất thời lại không ngừng được, cứ như cả người đều biến thành một thứ dễ cháy, bị tiên khí của sư thiên lũ châm ngòi, Cảnh tượng này khiến tất cả những ma tướng đông thành và các ma tướng ma chủ mới quy thuộc đều tái màu. Cuối cùng Tư Mã Tiêu vẫn tạm thời khống chế được ngọn lửa, chỉ là thần thái trông rất khó coi, cứ như không chịu nổi nữa, nhanh chóng đóng cửa cấm cung không ra ngoài, ném tất cả mọi việc cho ma tướng dưới trướng. Liêu Đình Nhạn nghe tin vội vã chạy đến nội điện, nhìn thấy trong tay Tư Mã Tiêu dính chút máu, tựa bên giường, vô cảm nhìn ra cửa sổ cô nhào tới muốn xem vết thương trên người hắn tư mã tiêu cũng không ngăn lại để tay cho cô tùy ý lật kết quả cởi áo hắn ra nhìn thấy phần bụng trơn láng không có vết thương liêu đình nhạn vết thương đâu tư mã tiêu không có vết thương sư thiên lũ đã bị phế từ lâu rồi lão không làm ta bị thương nổi liêu đình nhạn hay rồi biết rồi lại sắp gây chuyện rồi từ mã tiêu không ra khỏi cấm cung trong vòng một tháng, liêu đình nhạn cũng vậy, cấm cung bị đóng cửa như một cái lồng giam, ngăn cách với mọi thứ bên ngoài. Mãi đến một ngày, bên ngoài ồn ào náo động, kẻ phản bội đã bị dụ ra. Từ mã tiêu cuối cùng cũng đứng dậy, liêu đình nhạn đang cắn hạt dưa xem livestream, nhìn thấy cũng lấy ra một thanh gươm đã chuẩn bị từ sớm, đứng dậy cùng hắn. Bàn tay có hơi nóng của tư mã tiêu đặt trên cổ tay cô, về lấy ngón tay đầy mùi hạt dưa của cô, ấn cô ngồi lại, thấp giọng bảo, đêm nay nàng cứ ngồi đây xem dáng vẻ bừng cháy của Đông Thành. Giọng điệu của hắn có chút quái gở, như có vương chút sát khí đẫm máu cùng chút hào hứng không gạt đi được. Nói đơn giản thì thông thường boss phản diện muốn làm chuyện xấu đều nói chuyện bằng giọng này, cũng ít có biến thái lắm. Liêu đình nhạn thấy hắn không có ý định đổi ý, thật thà ngồi lại, nhìn từng nơi từng nơi bên ngoài bốc cháy, ánh lửa ngút trời nhuộm đỏ một tòa thành trắng tuyết trong đêm tối. Đến lúc trời sáng, ngọn lửa đã tắt. Mọi chuyện đã rồi thì Liêu Đình Nhạn mới nghe Hồng Loa nói đến đêm đó rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết, chỉ tính ma tướng đã chết gần như một nửa. Những tòa thành vừa đánh chiếm được có không ít thành chủ hoàn toàn không phục, giờ họ cũng không cần phục nữa, dù gì tới mạng cũng mất rồi. Ma vực là một nơi rất kỳ lạ, tư mã tiêu càng bạo ngược thì ma tướng hắn thu phục sẽ càng trung thành với hắn hơn. sau khi hắn đến ma vực đã giết quá nhiều ma tướng, lần này là có quy mô lớn nhất, hình như là để chúc mừng thâu tóm được toàn bộ ma vực trong tay mới là một đêm tiệc lửa nhộn nhịp tới vậy. chính lần này cuối cùng đã khiến những người kia kinh hoành triệt để. liêu đình nhạn cảm thấy hắn như đang thuần phục thú vậy, cô có theo hắn ra ngoài tuần du một lần, gần như tất cả ma tướng chỉ cần nhìn thấy tư mã tiêu xuất hiện nhìn thấy ngọn lửa của hắn là vô thức cảm thấy sợ hãi và khuất phục. Đông người quá khó quản lý, giờ mới đỡ hơn. Từ mã tiêu giải thích với Liêu Đình Nhạn như thế đấy. Liêu Đình Nhạn bốc phốt, nhưng mà ngài có quản lý gì họ đâu. Chỉ là không vừa lòng là giết chóc, biến tất cả mọi người thành cừu non ngoan ngoãn. Nếu hắn luôn ở đây thì tất nhiên không cần coi sóc gì đặc biệt. Tư mã tiêu nhíu mày cười. Mảnh đất rộng lớn thuộc về Liêu Đình Nhạn bên ngoài ma vực đã nhanh chóng được xây lên một thành trì. Liêu Đình Nhạn thích bên đấy hơn, thế là Tư Mã Tiêu đưa cô ra ngoài sống, cấm cung đông thành để không ở đó. Liêu Đình Nhạn cảm thấy họ như nước nhà rời đô, đô thành hiện giờ được đặt tên theo tên cô, gọi là Nhạn Thành, có không ít ma tu đã chuyển từ ma vực sang đây, lấp đầy cả tòa thành, mà ma tu sinh sống ở đây theo tập tục của ma vực tự động quy thuộc về cô phải tuân thủ quy tắc của cô, Liêu Đình Nhạn cũng không biết sao mình lại trở thành một thành chủ lúc nào không hay. Thấm thoát, họ đã sống ở Nhạn Thành được 7 năm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.